Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta lại chơi một game mới. Game này có tên là Somat, một con game thuộc thể loại sinh tồn thế giới mở, có cơ chế tính năng là xây dựng chiến đấu rất là độc đáo luôn. Nó vừa ra mắt trên Steam khoảng 1-2 ngày trước. Thì đầu ra mắt cái này nó vẫn là phiên bản Early Access thôi. Tuy nhiên nó cũng đạt được khá nhiều thành công khi cái lượng người chơi nó đang tăng dần đều rất là cao nè. Lên khoảng gần 40.000 người chơi rồi. Đây. Game thì cũng có giá khá cao nha, nó khoảng 350k lận. Ở giai đoạn hiện tại thì vẫn là Early Access thôi. Thì theo cái lời dev hứa thì sau 1 năm con game này nó sẽ ra mắt phiên bản hoàn chỉnh. Lúc đó thì giá game có thể tăng lên một tí, nên anh em có thể trải nghiệm bây giờ được luôn. Nếu anh em mà xem cái kênh tôi nhiều á, thì lúc trước anh em cũng biết là tôi đã từng chơi con game này một vài lần rồi. Lúc đó thì tôi được cái nhà phát hành mời chơi cái bản beta test sớm. Server thì cũng không có ai cả, nhưng mà tôi chơi thì cũng chơi một mình thôi. Nay con game này ra mắt á, thì tôi cũng sẽ chơi lại một lần nữa. Lần trước tôi chơi thì cách đây cũng khoảng là nửa năm rồi. Game thể loại sinh tồn thế giới mở có cả việc mà chăn nuôi trồng trọt luôn nè. Có cảnh tâm trùng dưới gái luôn anh em ơi. Đây, đây là cái GB của chúng ta. Game này á, anh em để ý cái USB nó thiết kế á, phong cách rất là hiện đại luôn nha. Nó không có giống gì. Nó không có giống như một con game cổ trang cho máy. Chúng ta đang trong cái thời kỳ gọi là nguyên thủy á. Nhưng mà cái thiết kế của nguyên con game này nó lại mang cái hơi hướng hiện đại rất là nhiều. Đây là chúng ta xây dựng nguyên cái bộ lạc của mình nè. Đây là cơ chế chiến đấu, gần đây là chăn nuôi. Game này á, cái hệ thống chiến đấu của nó không có dễ đâu. Anh em mà chơi BBB á, thấy đánh nhau nó rất là gắt luôn, dạng gần như là sau game luôn á. Sau game phiên bản online, tính toán từng cái chiêu thức thể lực né đòn phản đòn đầy đủ rất nhiều thứ với hệ thống vũ khí rất là độc đáo nè. Đi cái đòn fatality nãy là nó hơi máu meo quá nè. Tôi chơi coi là mấy ông kia chơi mấy server BBB á, hoặc là thậm chí là BBE luôn, đánh với máy á, mấy con máy nó rất là khủng khiếp luôn. Nó canh nó né đòn anh em, nó phản đòn rồi nó tấn công ngược lại. Game là thể loại Soma nha, Somat đó nha, cái mặt nạ linh hồn á, nên anh em sẽ trang trí cái mặt nạ mình rất là nhiều. Game thì nó ra mắt vào 2 bữa trước, này thì chắc tôi cũng chơi thử còn sau. Đây, cấu hình con game này nó ghi như thế này thôi, nhưng mà tôi nghĩ thì nó nhẹ hơn khá là nhiều. So với những con game khác thì nó nhẹ hơn rất nhiều luôn, còn máy tôi nó vẫn chiến được ổn định 60 fps. Nên anh em cứ yên tâm mà chơi. Nhìn cái mặt bằng chung á, con game này nó sẽ giống như con Conan ngày Silith. Nếu anh em từng chơi con Conan nhiều á, anh em có thể là thích qua con này. Conan thì nó ra mắt khá lâu rồi, nên cái giá nó giảm khá là sâu luôn. Nó cũng cách đây là 7 năm rồi nè, 6-7 năm rồi. Nên cái giá con game này nó từng giảm rất là sâu, nên anh em có thể thử qua con Conan này trước. Nếu anh em thích cái dòng kiểu giống Conan này á, thì anh em sẽ thích cái con Somat này thôi. Rồi bây giờ chúng ta vô game đã. Con game này nó giống con Vigation lần trước tôi hay chơi á, nên cái phần setting server nó có rất là nhiều thứ luôn. Cái phần setting server á, thì tôi sẽ để đến cuối cùng cái đoạn video. Anh em mà nào coi á, muốn mà học cái cách setting server để chơi với một mình hoặc là bạn bè một cách đơn giản thoải mái như tôi á, thì tôi đến đoạn cuối video nha. Đây là cái lời chào phiên bản Early Access đầu game. FPS nó rất là ổn định luôn. Đây, chúng ta có rất nhiều mục online. Suy nghĩ kỹ 2 lần trước khi tham gia chế độ online này. Đó, nhà phát hành cũng cảnh báo rồi. Con game thì vẫn đang trong cái giai đoạn phát triển thôi. Đây là cái server online, có rất nhiều server luôn. Hồi trước tôi chơi cái bản test của sớm của nhà phát hành thì có mỗi tôi với 4 người khác thôi. Gần như là chơi với mấy ông dev luôn không chừng á. Đây là server của chúng ta. ICA mà ping gần 200 á. Tôi chơi thì tất nhiên là tôi sẽ chơi offline một mình rồi. Cùng lắm thì có thể tạo cái server mời bạn bè vô thôi. Anh em đây là server chung của cái nhà phát hành. Đây là server riêng để chúng ta là tự tạo. Nè, Việt Nam của chúng ta cũng có một server với cái mức độ ping rất là tốt luôn nè. Tuy nhiên thì hôm nào rảnh thì tôi sẽ chơi với anh em Việt Nam, Thái Lan hàng xóm chúng ta đây. Thái Lan luôn. Cổ Đông Thôn á, giống chủ đầu tư quá ha. Có server Việt Nam cho anh em nào muốn tham gia vào đây. Tôi không biết là server này trò chuyện ở đâu nữa. Anh em cứ vô server rồi hỏi thế nào họ cũng có cái Discord gì đó thôi. Đây. Thể loại thì nó có PvP với PvE, anh em chơi cái nào thì chọn cái đó. Anh em chơi lần đầu thì tôi khuyến khích anh em PvE trước đi, làm quen cơ chế game đã. Con này nó hơi lắt téo một tí, không quá khó nhưng mà nó cũng hơi phức tạp.
Rồi, bây giờ tôi sẽ chơi một mình. Anh em chơi với bạn bè thì copy cái mã này gửi cho bạn bè của mình nha. Chấp nhận người chơi khác cùng tham gia. Ba người. Set password server. Đây. Nó có rất là nhiều độ khó, tuy nhiên tôi khuyến khích anh em á vô cái bằng advanced setting này, chỉnh theo ý mình đi đã. Nó rất là nhiều mục luôn, anh em để ý bên đây nè, rất là nhiều mục. Mỗi mục này nó đều quan trọng trong lúc anh em chơi hết, thậm chí là cái dọc bên đây nữa nè. Anh em nào muốn coi cái setting mà một người chơi hay hai người chơi như thế nào á thì tôi đến cuối video đi, đoạn đó tôi sẽ giải thích ra đó. Còn hiện tại thì bây giờ tôi chỉnh theo cái setting của tôi, giới thiệu con game cho anh em cho một cách nó khá là nhanh gọn lẹ nên nó rất là dễ nha. Thực tế con game nó không có dễ như tôi chơi đâu. Rồi, anh em tôi đến cuối video để xem cái đoạn setting nha. Tôi tạm thời là vào lại cái đó. Rồi, chúng ta vào game thôi. Nãy giờ tôi setting cái phần mà gameplay đó khá nhiều. Anh em nào coi cái phần setting thì tôi đến cuối video nha. Ở đó tôi sẽ giải thích cho anh em một số thứ để anh em setting. Thường anh em chơi một mình nó sẽ khác. Anh em tham gia cái server cộng đồng thì không quan tâm vấn đề này. Còn anh em chơi một mình như tôi á thì setting nó dễ dễ tới đi, đỡ mất công phải cày cuốc. Còn nếu như anh em mà chơi với mà bạn bè đó thì có thể setting cân bằng tí và chọn mấy cái mặc định luôn. Nó cũng khá là đơn giản. Game này nó hơi nhiều cái thứ setting hơi cần thiết tí thôi, nó rất là chi tiết. Đoạn trailer đầu game. Đây là một cái bộ lạc thông thường ở trên hành tinh này, tóc tai ngộ quá ha, giống hai cái sừng trâu phết. Đây nè. Chúng ta đang thờ cúng một cái vị thần gì đó. Cúng bái. Gì thế này, gì thế, căng mỏng luôn kìa, hàng rất là ngọt nước luôn nha. Khuôn mặt thì đây là con game indie thôi nên cái biểu cảm khuôn mặt nó hơi bị đơn tí nhưng mà vẫn ngọt nước, rất là ngọt luôn. Ê ê ê bạn ơi, bình tĩnh. Ôi ơi, nó xiên thiệt luôn kìa. Thường mấy con game này á phải có anh hùng đến cứu chứ. Rồi giờ đến chúng ta, thanh niên bị nhốt trong củi đây. Có hai nhân vật nam và nữ. Chắc là tôi chọn nữ thôi. Tóc tai thì giống cái lần setting lần trước của tôi. Da thì mình hoang dã nên da nâu nâu tí. Trời ơi, hiệu ứng vật lý kìa. Nè. Chiều cao, anh em chơi mà PvP á thì chiều cao không cần phải cao nhiều đâu. Càng nhỏ càng tốt, càng có lợi. Được thế này được rồi, còn cỡ nào nữa. Thôi. Mức tối thiểu không đi. Chiều cao thì không cần cao quá, chơi mấy con game mà sinh tồn như thế này chiều cao nó không ảnh hưởng cho lắm. Rồi vô. Rồi bây giờ đến chúng ta lên bàn hả. Đấy, con cứu viện liền, đúng với mô típ mà siêu anh hùng luôn. Mỗi lần nhân vật chính là Lâm Nguy hay là Duê vào đường cùng thì sẽ có ai đó ra tay thôi. Mình là trốn thoát khỏi cái lồng giam đó nè, đang trên đường bỏ chạy á. Con quả. Đây, chúng ta đây, nhân vật tôi vừa tạo đây. Té núi lụm được bí kíp võ công, sau đó tu luyện thành tài, đem về vinh quang cho cái bộ lạc chúng ta. Thường mấy game Trung Quốc là gì đó. Lụm được cái gì đây? À, cái mặt nạ nè. Tên con game là mặt nạ linh hồn nha. Nên những cái sức mạnh tiềm ẩn của chúng ta có thể khai thác qua cái mặt nạ này. Ở đây có ba loại mặt nạ chính, anh em để ý mấy cái dòng như thế này. Mỗi cái mặt nạ nó sẽ cho mình một số cái boost khác nhau nha. Hồi cứ chơi Early Access thì không có đoạn trailer đầu game đó, cũng không biết mấy cái mặt nạ này nó như thế nào luôn. Đây là cái mặt nạ đầu tiên, là mặt nạ cư dân gì nè, giàu có con quét gì đó. Mỗi mặt nạ này nó sẽ cho mình một số cái chỉ số khác nhau. Cái đầu tiên thì nó giống nè, ví dụ cái mặt nạ này thì nó thiên về cái việc là anh em chế tác đồ, chế tác áo giáp phòng thủ đồ đó, hồi phục sức khỏe đâu, nói chung là sinh hoạt trong cái bộ lạc là chính. Còn cái mặt nạ này nó thiên về tấn công một cách lén lút nè, như di chuyển nó gây tiếng ồn hơn, rồi nó tấn công từ phía sau lưng hay là cái gì đó nó sẽ gây đam nhiều hơn, nó giống như một assassin luôn. Còn cái này là cuồng vào cái kiểu mà tầm xa, anh em có thể ngắm chính xác hoặc là bắn cung cái thứ nè. Mặt nạ tôi thì chắc chơi theo mà cái tông màu con game tôi đi, vàng cam đây, xanh lá đi. Ok, chúng ta vào game. Anh em chơi mà co-op với bạn bè thì thiên hướng nên mỗi người chia một loại mặt nạ khác nhau đi cho nó cân bằng nhau một tí. Tôi không biết sau này mình có thể mà đổi mặt nạ hay là làm được cái gì không nữa. Đây là cái cổng portal. Kiểu nhân vật chính của chúng ta thì được lựa chọn rồi có rất nhiều thứ luôn. Đúng là hào quang nhân vật chính có khác.
Đầu game vô được cho một tí thức ăn với mà đồ uống. Đồ họa con game này á, thực tế nó công đẹp lắm nha. Anh em có thể vào đây để setting rất nhiều thứ luôn. Cái phần đổ bóng này với những con game mà anh em chơi PvP á, hoặc là sinh tồn thế giới mở rất là rộng lớn, máy anh em yếu yếu như tôi thì nên khuyến khích để mức thấp thôi. Cái này là khử ăn cưa, còn cái này là bao quát tầm nhìn đằng xa. Anh em nhìn mà tầm gần á, thì nó render xử lý ít hơn nên nó sẽ chạy mà ổn định hơn. Máy anh em mạnh thì cứ bật lên, cao lên. Máy tôi thì để medium thôi. Test UGA là cái chúng ta nhìn nhiều nhất, như mấy cái vật thể công trình đồ chúng ta nhìn trực tiếp vô á, nên để mức cao để tận hưởng tốt. Con game này bối cảnh nó thời nguyên thủy nên cái hiệu ứng visual effect này á, thường nó chỉ có là rất ít luôn, như lửa nè, nước nè, như trời đang mưa hồi nãy đó. Hoặc là anh em mà tấn công vô cái gì đó công trình gì đó nó gây ra hiệu ứng là chớp nháy rồi á, thì anh em để lên cao. Hai cái này tôi nghĩ là đang lỗi. Cái phốt còn kép nhưng mà cái tán lá rồi nè, tôi để cao lên nó rất là giật luôn. Những cái này tôi khuyên anh em nên ọp hết nha, hai cái đầu này nè, ba cái đầu này luôn. Cái này á, cái tiêu điểm nguồn sáng nó tạo ra cái bóng á, không cần thiết. Depth of field nó làm mờ mấy cái viền xung quanh, nó làm mờ mấy cái viền ở ngoài xa, cũng không cần thiết luôn. Mơ lơ này càng cực kỳ nên tắt luôn nha. Anh em mà chạy nhanh á, anh em nhìn cái bối cảnh xung quanh nó rất là mờ, giống như anh em đang ngồi trên chuyến xe cao tốc vậy, nên tắt ba cái này đi. Anh em nào máy yếu thì có thể bật FXG lên, anh em xài Nvidia thì bật hai cái này cũng được. Setting nó khá là đơn giản thôi, không có gì cả. Bây giờ chúng ta đi tìm đất xây nhà đó. Đây đi ha, đây, đánh dấu chỗ này. Đây, trên đường đi chạy thì chúng ta có thể nhặt được rất là nhiều thứ nè. Anh em để ý gói trái cho nó sẽ hướng dẫn cho anh em làm những cái việc gì trên này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo một cái bộ lạc đơn lẻ trước đã. Anh em đừng có những nghĩ là tôi lên cấp vù vù như thế này là nhanh đâu. Game này cái chế độ nó cày cuốc rất là nhiều quá. Cái cấp của nó thì cũng yêu cầu khá là cao nữa. Bây giờ nhấn phím T. Sau đó chúng ta sẽ học cái kiến thức Campfire. Đây là cái phần dạng như cây kỹ năng rất quan trọng nè. Đó, nó có rất nhiều thứ luôn. Cái phím T này nó sẽ là cung cấp cho anh em cái điểm thức tỉnh để nâng cấp cây kỹ năng. Đây là cái điểm thức tỉnh của chúng ta nè. Hiện tại điểm thức tỉnh của tôi là 4. Điểm thức tỉnh á, là dạng như là mình thức tỉnh càng nhiều, mình học được càng nhiều thứ thì mình có thể tăng lên. Ví dụ cái bonfire này nó yêu cầu 5 điểm thức tỉnh thì tôi chưa có học được, tại vì tôi mới có điểm 4 điểm thức tỉnh thôi. Cái điểm còn lại của mình là 15. Cái campfire này nó không có tốn điểm tế phone, điểm công nghệ gì hết, nên học thoải mái luôn đó. Tương tự mấy cái này cũng vậy luôn, nó không tốn điểm công nghệ, mình cứ học thôi. Chừng nào mà nó có tốn điểm công nghệ á, thì anh em phải phân vân nha. Như cái này không tốn nè, còn cái này nó tốn 2 điểm nè, anh em phải cân nhắc tăng bậy bạ là không đủ điểm đâu. Mấy cái này thì nó không tốn điểm nào hết nên mình cứ tăng thoải mái đầu game đi. Nè, cái này tốn 1 điểm này nè, nhưng mà nó là vật phẩm quan trọng. Cái này là cái bàn chặt thịt bút chơi. Những cái nào mình học được thì mình cứ học ban đầu, đầu game thì nó khá là nhẹ nhàng. Đây là cái vũ khí của chúng ta đây. Bây giờ học được một số cái vũ khí cơ bản bằng gỗ rồi nè. Bằng đá thì phải lên level 7. Trong con game này á, hệ nội sinh tồn nên nó rất là phát triển rất là chậm luôn.
Nên bây giờ á, chắc tôi vào game tí, chặt hết cái đống cây này. Tôi sẽ ra cái bờ sông này nè, tôi xây cái nhà. Hiện tại thì gấp đồ nó đây, dây thừng thì lúc nào anh em cũng cần cả. Nên có thời gian anh em cứ gấp dây thừng đi, đây nè. Gấp dây thừng nhiều vô. Có chọn số lượng nữa mà nó chạy nhanh quá ta. Đó. Thì tương tự là chúng ta mới học được một số cái đồ đá thôi. Đây. Đó, bây giờ tôi khai thác tí tài nguyên đã. Chạy ra bãi biển xây nhà luôn ha. Rồi, pause game tí. Tí nữa xây xong cái nhà thì chúng ta lại tiếp tục. Rồi đây, tôi đã xây xong một cái nền ở cái vùng đất ngay cái chỗ lõm vô trên bản đồ này. Bây giờ chúng ta tiếp tục hoàn thiện căn nhà thôi. Cũng sắp hết tài nguyên này. Bây giờ chúng ta xây một số vách tường. Khi anh em đặt cái vách tường á, anh em để thấy ý ngay chính giữa này nè, nó sẽ có rất là nhiều tùy chọn luôn. Ví dụ tôi muốn xây cái vách bình thường thì chọn cái này, nhấn nút Z chuyển qua cái khung có cửa sổ đó, nhấn nút Z lần nữa thì nó chuyển qua là cái khung có cửa đơn, lần nữa thì cửa đôi. Đây, tạm thời tôi đặt cái cửa đôi ở đây đi. Xây cái nhà mình thì đây hai cái cửa sổ cái bên vui cửa sổ luôn. Nhà thì chắc hiện tại là tạm thời cho chiều ngang 4 ô đó. Có thời gian thì chúng ta mở rộng thêm. Đây tạm thời 3 ô đi. Phía sau thì chúng ta sản xuất nông nghiệp thêm ha. Cửa sổ luôn cho nó đẹp. Này cửa đơn ra. Này cửa kính lại. Rồi. Tiếp theo là xây một số cái cửa nữa. Đó. Hai cái cửa. Cái cửa nữa. Hết bờ rồi. Rồi chắc thêm một tầng ở trên đó hả? Rồi, ok luôn. Tiếp theo là cái máy. Bấm vô cái phần nhà nè, nó có một số cái máy, cái sàn nè, xây cái sàn đi, cái sàn mình làm được cái nóc. Hết tài nguyên rồi, để tôi đi farm thêm tí nữa. Ok, gần 30 phút thì tôi đã xây xong căn nhà của chúng ta rồi đây. Tôi đeo cái đồng hồ này vô đó, cái đèn pin vô đó. Đó. Một cái căn nhà khá gọn nhẹ, đơn giản thôi. Nó chỉ có hai tầng lầu, tạm thời như thế này. Tầng trên thì vẫn có nóc đàng hoàng ha. Đó, đẹp chưa? Khu phía sau này là cái khu để mà tôi sản xuất công nghiệp. Thì đi từ cửa chính vô thì ra cửa phụ bên đây. Một số cái công trình mà để xử lý nè. Cái này là cái máy cắt gỗ, dạng như cái bàn mà chế tác đồ thủ công mỹ nghệ vậy đó. Anh em sẽ học nó trong này. Nó là những cái bàn nguyên liệu đầu tiên luôn. Đây nè, cái bàn này để chế tác gỗ. Thì những cái đồ liên quan đến gỗ mình bỏ vô đây mình chế tác ra. Đây nó có thể xử lý vỏ cây nè. Cái trên này á là mình có thể chọn nguyên liệu nha. Một là mình có thể tạo ra cái vỏ cây từ cái gỗ bình thường hoặc là cái gỗ cứng, thì mình cũng có thể xử lý ván ép bằng cách này nữa. Đây, ván ép này là cái khá quan trọng đó. Trong con game này á, anh em mà làm cái gì á là anh em phải đứng ở đây mình làm tay chân luôn nha. Sau này anh em có thể đi tuyển thêm cái người vào cái bộ này của mình, sau đó gán cái người đó vào trong đây nó làm thay mình. Còn bây giờ tôi đang làm là tôi phải đứng đây làm nè, không được đi đâu cả, không được di chuyển gì luôn đó, bị phá đây. Cái này là tôi chỉnh gấp đồ rất là nhanh đó, nên thành ra nó chạy vù vù như thế này luôn. Chứ anh em mà chơi mà chỉnh bình thường đó, thì nó gấp rất là lâu nha, chứ không có nhanh như tôi đâu. Cái này do tôi setting server đó. Mình sẽ cần một số cái đồ cơ bản như thế này. Đây là nút T này lấy hết tất cả đồ ra. Bên này là cái bàn để dệt mai, còn bên này là cái bàn để dệt tịch. Hiện tại tôi mới chế có 3 cái thôi, chưa có thời gian chế nhiều, có thời gian thì sẽ làm thêm. Cái level của tôi bây giờ mới có thức tỉnh 13 nên chưa có học được mấy cái bên này, chỉ có một số cái cơ bản bên trái đó. Cái này yêu cầu 15 mới học được nè. Cái này là bên chăn nuôi thì tôi cũng chưa biết có nên chăn nuôi gì không. Rồi mình cất tí đồ rồi bắt đầu chế một số cái vũ khí để đi farm. Vũ khí thì tôi đã học được lên cái đồ đá rồi, đây nè. Đó, chế cái vũ khí bằng đá có rất nhiều loại vũ khí nha. Cây này cây thương đá nè, cây này cây búa đá nè, cây này cây trọng kiếm. Cây kiếm thôi, còn cây này mới là cây trọng kiếm nè. Trọng kiếm thì nó rất là mạnh luôn. Tuy nhiên anh em đánh thì nó sẽ delay rất là nhiều.
Người ta chuộng nhất vẫn là chuộng cây song kiếm này, nó đánh rất là nhanh. Chắc tôi cũng thử cái này đi. Mình phải lấy là 5 Eplin nữa. Bởi cái Eplin này anh em cứ đi ra chặt đá là có thôi. Tôi cất đồ vô cái đống campfire này đó. Mình đi ra mình đập đá ở đây là nó ra Eplin à. Đó, ra 6 cục nè. Nó có quặng ubi màu xanh luôn. Rồi, chúng ta chế được một số cái vũ khí thì tôi cũng chưa biết nên chế cái nào nữa. Về lấy đồ. Mình sẽ cần là mấy cái này nè. Gỗ nè, ván ép nè. Một tí gỗ, một tí đá nữa. Đây cái vũ khí của chúng ta. Tôi thì chắc chế thử cái mà cái nào bây giờ ta, xong kiếm đi gì thường. Đồ đạc thì tôi đã chế rồi, trong con game này anh em chế đồ nó có rất nhiều màu nha, tuy nhiên mấy cái màu này nó không thay đổi chỉ số nhiều. Cái thay đổi quan trọng nhất của nó là cái độ bền, như cái này màu trắng độ bền nó là 1000, cái này xanh lá độ bền 1200, hai cái màu tím này thì độ bền nó 1600. Tương tự thì nó có một cái màu vàng nữa, là nó lên khoảng 1800 2000 đó. Tôi chế ra cái song kiếm màu xanh dương là nên độ bền nó 1400. Cái độ bền này á, anh em có thể chỉnh trong kia, chỉnh để mà nó không tiêu hao độ bền. Tôi khá ghét cái yếu tố này nên tôi chỉnh nó không tiêu hao độ bền luôn, thành ra cái màu nào nó cũng như nhau thôi. Đây tôi đã chế xong cái cây song kiếm. Tiếp theo là cái phần nhân vật chúng ta là phím ô trên bàn phím á, anh em có thể chọn đây nè. Bây giờ tôi lên được là cấp 15 rồi, có 28 điểm để tăng luôn, thì tôi chỉnh là mỗi level tôi có 2 điểm nên thành ra nó nhiều điểm như thế này. Nhấn E để add thêm điểm nào, 9 điểm nào. Cái này, cái này thì mình đỡ siêu tố tiêu tốn mà stamina đi thì thêm chắc khoảng 2-3 điểm thôi. Cái này điểm tốc độ, còn cái này là điểm thể chất của chúng ta nè. Còn cái này anh em chơi bắn súng á, ủa bắn cung á, thì tăng vào cái điểm này nó có điểm chính xác rồi cái điểm là cung gì đó là đỡ tốn stamina nữa. Nếu như anh em chơi tầm xa thì tăng cái điểm này, còn cái điểm này là vô sức khỏe, nó kháng rất nhiều thứ luôn nên tăng hết vào cái này đi để cho mình châu chó lên. Còn 2 điểm chỗ này rồi mình phim. Anh em có thể chỉnh lên một level, anh em có 1 điểm hoặc là 3 điểm, từ 1 đến 3 luôn. Anh em muốn chỉnh bao nhiêu chỉnh, 1 điểm 2 điểm 3 điểm tùy ý. Còn bên đây thì cơ chế nó sẽ giống như con Van Ham. Cái này là cái điểm tiềm năng của anh em nè, anh em càng làm việc gì nhiều thì cái điểm nó sẽ càng tăng cao lên. Như tôi chặt gỗ nãy giờ nè mà nó lên được mới có 15 trên 50 điểm à. Khi đủ 30 điểm thì mình có thể chọn một cái nội tại dưới đây để mình tăng cho nó. Cái này tôi cũng đã chỉnh lên rất là cao nha, ít khoảng 3 4 lần á, chứ anh em chơi bình thường là cày cuốc nó rất nhiều luôn. Khi anh em đủ 30 điểm nè, nên em có thể chọn một trong hai cái nội tại này. Như bây giờ tôi là cắt cỏ 28 đi, lên 30 thì tôi có thể nâng được một trong 4 cái này. Như mình cắt nhanh hơn 5%, cái sản lượng đầu ra của mình tăng lên 5%. Chẳng hạn như vậy, đỡ tốn stamina hơn. Đó, rất là nhiều thứ. Nó có tới 120 level luôn. Nên anh em chỉnh là hơi bị mệt người luôn đó nha. Còn bên này là cái cây kỹ năng hồi nãy tôi đã giới thiệu anh em rồi. Nó phụ thuộc cho cái điểm sạch trên này. Kế bên nó là cái điểm mặt nạ. Đó. Cái điểm mặt nạ này thì con game tên là Soul Mask mà. Mặt nạ linh hồn đó. Nên anh em có thể tăng những cái điểm này bằng cái viên pha lê màu xanh, thủy tinh màu xanh, gen ghít tổ á, gen ghít tổ, thì anh em có thể tăng những cái điểm này. Cái điểm này nó không có cái gì thì anh em phải đi trên bản đồ tìm được cái mà cái bệ đá cổ, anh em kích hoạt cái bệ đá cổ lên để học những cái điểm này. Nó là dạng như cái thuộc tính bị động vậy đó. Còn mấy cái điểm mà tăng bằng ghít tổ này thì anh em cứ đủ ghít tổ là có thể tăng thôi. Nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm thức tỉnh của anh em nha, cái điểm nhận thức nè, awareness nè. 13 thì tôi có thể học được cái điểm 10 này nếu như tôi có đủ tài nguyên. Ăn đồ ăn trong con game này, cơ chế nó cũng giống Van Ham nữa nên nó sẽ cho anh em một số boost luôn. Như tôi có được con game mới vô, nó sẽ cho mình mấy cái này. Là anh em có thể nướng châu chấu để anh em ăn nữa. Đây nè. Châu chấu của tôi bắt được 30 mấy con nè, anh em có thể nướng châu chấu để ăn luôn. Đó.
Đây là châu chấu nướng của chúng ta, nó sẽ cho tăng 50% cái máu, cộng 50 máu tối đa. Sau đó là cái chế độ tiêu thụ nó, cái mà đói khát của mình nó giảm đi 20% trong 10 phút. Nó cũng là cho 10 điểm cái độ no nữa. Đây, anh em nhìn cái thanh nó dưới cùng nè nha. Cái bên này là máu, cái này là stamina, nhìn là biết rồi chứ gì. Chính giữa năm cái là cái điểm năng lượng của mặt nạ nè, cái điểm nghỉ ngơi nè. Trong con game này mình phải ngủ để hồi phục cái điểm tâm lý này. Cái này trọng lượng, còn cái này đối khác, đơn giản vậy thôi. Đó. Game này thì nó cũng nhiều cơ chế nhưng mà chưa có gì hết. Mình gắp được cái giường chưa ta? Có thể gắp được cái giường, mình thiếu một tí cây cỏ nữa thôi. Con game này nó cũng giống con Banh Hem với Enso Gate một điểm điểm nữa nha. Để tí nữa tôi nói, cỏ mình đây. Gắp cái giường. Thôi, ai mà ngủ ở gầm cầu vậy? Lên ngủ ở tầng trên cho tôi. Anh em ngủ thì nó sẽ hồi phục cái điểm kia lên, cái điểm mà nhận thức, của cái điểm mà tâm lý của anh em lên. Trong con game này nó cũng sẽ có cơ chế thoải mái. Anh em đứng ở trong nhà nè, nhấn F10 lên đó. Bây giờ căn nhà ấm cúng, cái độ thoải mái của mình là một. Trong nhà thì nó có một cái giường, tôi còn thiếu vài cái cửa hay ta, một cái cửa, hai ba ba cái cửa. Nhà phải có đủ cửa, đừng quan. Đây ba cái cửa, cửa này mở ra sân sau, cái chỗ làm việc dưới đây. Xóa cái này đi cái nữa. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên chúng ta đi lên bản đồ trên này, kiếm một tí da và đánh những cái con quái luôn để mở cái điểm thức tỉnh của mình lên. Tôi có cái vũ khí song kiếm là chắc tôi đi được rồi đó. Đồ thì mới vô chưa có gắp được gương đâu, nên cứ vứt hết vô đây đi. Nè anh em deposit ship vô, tất cả vô đây. Đem thêm một tí đồ ăn là được. Đồ ăn nói cho sang vậy chứ chúng ta chỉ có món châu chấu nướng thôi. Nè chỉ có món châu chấu nướng, với mà đầu game nó cho mình 20 cái đồ ăn như thế này để khởi nghiệp. Rồi chúng ta đi cái chuyến hành trình đi săn thôi, lên cái điểm này đầu tiên. Ăn đồ ăn lấy bút cái đã. Ăn số 7. Ăn chế dầu. Ăn chế dầu được cái gì không ta? Chả được cái quái gì cả. Ăn này 50 máu, 10 phút. Đồ ăn nó cũng dồn cái tốt nhất thôi. Đây là cái song kiếm. Song kiếm này nó được cái nhanh nhưng mà nó khá là yếu, nó đỡ tốn thể lực của anh em. Con game này cái cơ chế chiến đấu nó không có dễ đâu nha. Giống tiên quỳ để chết nè. Rồi tôi cần phải gấp cái dao để chặt thịt nữa, quên mất cái vụ này. Mình cần đá với gỗ. Này có đá có gỗ rồi, tôi sẽ chế con dao để chặt thịt. Số 5. Mấy cái này nhục bớt đi, mấy cái gỗ thì chắc giữ lại. Cái xác chó nào ta? Anh em ăn thịt giả cầy không? Đây nè. Đó, lấy được thịt với mà da. Trong con game này cần rất là nhiều da nha. Thực ra đi săn nó không có dễ như thế này đâu. Tôi chỉnh con game ở mức dễ đó, với trình độ tôi nó rất là cao luôn, nên anh em nhìn nó tưởng dễ gì thôi, chứ combat con này là phải tính toán hơi bị mệt đó. Ba cái thịt này thì không cần nhiều đâu, giục bớt đi để nặng túi. Chết rồi, vừa giục lộn cái gì à? Gỗ, kệ nó, nhấp cái này, chọn nút quyết ở đây để nó giục bước đi.
Cái cây này là để chế thuốc nè nha, nên nó khá là quan trọng á. Sau này anh em cũng có thể trồng cây được ở nhà đó, nên mà bây giờ cứ đi nhặt đi. Game này có cả chăn nuôi và trồng trọt luôn nha. Một số cái cây tím tím nó nổi bật như thế này là để chế thuốc á. Cục đá màu vàng này có phải đồng không ta? Tôi vẫn chưa biết cái mỏ đồng trong game này nó ra sao. Chỉ đơn giản là đá thôi, dục luôn. Đây là cái khu tàn tích đầu tiên của chúng ta để mở ra cái khám phá mới nè. Đi săn thú lấy da đã, game này nó cần da rất là nhiều. Hồi ta mina lại. Anh em mà sẽ có một cái vũ khí, chiêu thức của vũ khí là nút F nè. Ngoài ra anh em có thể giữ chuột nữa. Đó, giữ chuột thì nó sẽ gồng lên như thế này. Chuột phải là đỡ, còn cái này chém bình thường thôi. Đó. Con này thì nó bự bự nên nó có cả máu nữa. Vô chơi bạn ơi. Nè, chém nó. Mình level mười mấy này nên mấy con level 7-8 này khá đơn giản dễ dàng. Đánh người mới khó. Đánh người mà anh em chơi mức normal là anh em phải khó đó. Lúc đó là phải lén la lén đút để mà đi công vô mấy cái nhà. Sau này nó mấy con NPC á, xây nguyên cái làng rất là rộng luôn, chứ không phải mấy cái tàn tích cổ như thế này đâu. Muốn công vào mấy cái tàn tích như thế này cũng hơi bị mệt đó nha. Tôi chỉnh nút lại cái đã. Control. Dash của mình đang là nút left shift. Gold tôi sẽ chuyển thành gold rồi nút left shift. Dash này là nút control. Còn cái này là nút C. Nút bò 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 đi. Mi mít gai là cái quái quái gì anh ta lép à, C bây giờ tôi sẽ ngồi xuống bò lén lút để nó không phát hiện ra mình. Game này mà nó quần công ẩu đả là hơi bị mệt đó nha. Tụi nó chia ra kìa. Ấy ai 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 ấy à ấy dạ từ từ bạn ơi. Rồi ba thằng nó thấy mình rồi, tạm thời rút lui chiến thuật. Còn một thằng à, con này nó xài trọng kiếm nên nó chậm lắm đó, né được cái chiêu thức nó tha hồ phản đòn luôn, đơn giản. Này do trình tôi cao chứ không phải đơn giản nhầm. Cái này một số cái bát ghét. Bát ghét để hồi máu. Tất nhiên thì phải đứng yên mới hồi được. Mình nao nó 10 level đó nhưng mà đánh vẫn thấy khớp khớp đó nha, chứ không phải dễ ăn đâu. Mấy này nó tin như tôi hú vậy á. Nó không chỉ nhìn thôi, nó còn nghe nữa nha. Quay lưng lại bạn ơi. Hai thằng hả? Hai thằng thì có thể chơi cứng được. Ok, cần luôn, hai thằng chơi cứng hết. Một combo quá chuẩn chỉ. Lấy được cái bát ghét à. Cái đòn đó bình thường là tôi bị chóng rồi đó. Nó có level 6 rồi. Bây giờ. Mấy này mình level mười mấy hết rồi. Có cái gương đây, đá xanh đây, đá xanh này rất là cần thiết luôn nha. Hạt giống nè, mình có thể trồng cây nè. Cái này là hạt bắp, đây là cái xác của thằng đầu tiên đây. Mới thức tỉnh là 14 à, trong này không có ai cả.
Rồi. Được miếng da đóng đồ luôn. Đây là cái chỗ để mình nâng điểm nè. Cái hàng này nó sẽ cho mình cái điểm control. Tuy nhiên mình chưa có học được đâu. Tôi bấm thử cho anh em nè. Đó. Nó sẽ thông báo là mình chưa có học được. Nên mình phải tăng cái điểm này trong mặt nạ thì mình mới học được cái điểm control này ở đây. Nên mình phải mở cái điểm này trước mới lên được cái điểm này. Điểm này thì nó cần một viên thủy tinh xanh. Hồi nãy tôi lụm trong mấy gương là ra 24 viên rồi nè. Đó. Nên bây giờ mình có thể tăng thoải mái. Đó là chữ O phải không? Không. Nó là chữ quái gì ta? Chữ Y. Y dài. Đây. Bây giờ cái điểm control này nó mình đâu có học được. Phải học qua mấy cái bể đá nè. Đó. Tìm mấy cái bể đá trên bản đồ. Bắt đầu học. Con. Ok. Đó, có điểm này rồi. Tương tự cái điểm này cũng phải mò mò trên bản đồ học luôn. Bây giờ mình nâng được cái điểm này. Tăng luôn đi. Tăng máu luôn. Này 15 mới học được. Cái này là thiên về găng tay nha, anh em nào chơi găng tay thì bui cái điểm này. Bui song kiếm là cái điểm mình này nè. Nên phải lấy cái điểm này đó. Bui song kiếm mình học cái điểm này. Cái này cung, cái này thương, cái này đao, cái này là kiếm này lấy búa nè. Khiên. Mới level 14 thôi. Rồi mình giải quyết xong cái chỗ này, quay về nhà có một tí già đó. Đây là cái bộ lạc của mình. Cái này là điểm mặt nạ, những cái khu màu vàng thì nó khá là quan trọng. Bản đồ con này nó rất là rộng nha. Nào. Ừ. Mình chắc đi hết cái vùng này mới sang cái vùng này. Con game này chỉ early access thôi. Mấy cái chấm hỏi trên bản đồ là dạng như một số cái tàn tích vậy đó. Tôi đi thử lại cái bản đồ cái dấu chấm hỏi này đi. Nhà mình thì ngay đây. Nhà mình ở chỗ này nên tôi đặt cái nhà ở đây đây. Đây. Đó. Anh em nhìn trên bản đồ là thấy đó, nó chỉ ngay hướng nhà nè. Bây giờ mình đi qua bên kia đó. Tiện tiện mình giết mấy con thú để với ý da luôn. Da nó rất là cần thiết nha. Đây nè, mấy con bự bự này nè. Nó là tài nguyên quan trọng đó. Solo bạn ơi. Level 7 mà bố líu bố láo, anh em nhấp vô e thì có thể coi được mình gây bao nhiêu sát thương, anh em chơi càng nhiều người đó. Ấy. À, mình có thấy cái chiêu nhảy chém rồi nè. Ngon. Nhảy chém thì nó khá là mạnh đó. Nó đỡ ít tốn mana đó. Anh em chơi nhiều người bấm vô con bot nó sẽ thấy anh em gây sát thương vào đâu chứ đâu. Đâu gì đâu gì. Giật cái người, giật cái mình luôn. Nè, sẽ thấy sát thương gây cái chỗ nào nè. Cái tỷ lệ săn là rất tuyệt vời luôn. Mình đánh vô người nó có 100, đánh vô đầu rất là nhiều. Con này là cái yếu điểm của con boss đó nha. Anh em đánh vô đầu thì nó gây nhiều đam hơn, đánh vô người nó ít đam. Đó. Cái vũ khí tôi từng giết nó bằng cái song kiếm này. Cái điểm săn của tôi là 1.900, kinh nghiệm là 118. Rồi, giờ lấy da nó đã. Sau này mình có thể về nhà để tiễn mấy đệ vô nó. Hướng này đúng rồi. Tôi cũng phải kiếm cái bờ sông để lấy đất sét. Trong con game này cái tài nguyên đất sét nó cũng khá quan trọng á, nên chắc tí nữa tôi đảo này, đảo liền đây. Lấy đất sét đi ra với bờ sông mới có đất sét. Con game này thì thường thường á, đất sét nó không có ngoài biển đâu. Ngoài biển thì nước mặn. Nhưng mà con game này anh em uống nước thì ra ngoài biển uống cũng được nha. Lấy nước biển được. Sao cái núi đây nó cao dữ vậy nè. Đây đây đây, một con nó vào tầm ngắm. Chào bạn. Con này hình như không phải con heo, nó hiền hơn rất là nhiều. Hay combo à.
Mấy con này level nó thấp lắm. Cái tài nguyên da trong con game này nó rất cần thiết luôn nha. Cái da nè, anh em chế thành cái da gách này, từ cái da gách này anh em chế thành cái da lành nữa, nên cái da này nó phải là ít 4 ít 5 tài nguyên lên mới đủ. Nên đi farm là cố gắng săn farm da đồ game đi, cái đồ quái gì nó cũng cần da chứ. Nè đất sét nè, có hai mấy cục rồi, tôi lấy trong mấy cái vườn của tụi nó, thịt thì không cần nhiều quá đâu, nhiều quá tí nữa mình vứt vớt, bây giờ vứt luôn đi. Trọng lượng mình đây 44 kg nha, con game này nó không có một xếp theo trọng lượng, rất là khó chịu luôn, không có một xếp theo trọng lượng ở đâu cho nó, nên mình tự mò mò mình kiếm coi cái nào nặng á, mình dục ra mũi tên bằng đá à. Thôi dục luôn đi, xương cũng khá là quan trọng đó, nó là tài nguyên cần thiết đó. Gỗ, nhựa, dây, mấy cái này khá nhẹ không à. Trời ơi, con chó nhỏ xíu à. Ấy ấy, nhầm vũ khí. Cục phải cưng ơi. Buôn đót với chúng tôi. Buôn đót. Xong kiếm tay ương. Gieo gắt nỗi kinh hoàng lên những con váy quật trong cái khu rừng này. Bên đây chứ. Cái gì nó đó. Con này á, con này là con quái gì vậy? Sao không đánh nó được? Là nó bỏ chạy thôi. Đây đây đây, cái bờ sông đây. Cái này do trình độ tôi cao á, nên anh em nhìn nó đơn giản chứ người bình thường là chết không biết bao nhiêu lần luôn. Đất sét thì nó sẽ ở bờ sông, nhưng mà nó hình dáng sao ta, uống nước nè. Đây, đất sét nó hình như thế này nè. Lên lên level 11 rồi, nhưng mà nó chả có nghĩa lý gì đâu. Mấy thổ dân nó ngồi ở đây á, có đứa nó hiền nha, có đứa nó rất là dữ luôn. Mình không có loot được cái gương đó. Đó. Nè, mình bấm loot nó vô là nó có mấy thằng này ở đây không có loot được. Một là anh em là chiêu mộ nó về, còn hai là anh em làm như thôi. Thế này thôi. Ấy à. Rồi đập đi, đập đập. Một em này da không sáng nè. Da không sáng mà còn thái độ chống đối nữa. Chưa buồn cùng em. Trời ơi có 5 miếng băng gạc em nghèo dữ gì đó hả mà gặp cái thằng nó độc ác nữa chứ. Mình có thể nướng cái củ khoai tây để ăn hoặc là thịt nướng. Coi ơi, hai em này có giấu cái gì không? Có món súp phầy tây, súp nấm. Nó giảm cho mình cái kháng độc. Xin nha. Mình được là 300 cục đất sét này cũng khá nhiều rồi đó, nhưng mà đào cho đầy ba lô đi về luôn. Mấy thằng thổ dân mà nó ngồi ở mấy cái bãi nhỏ nhỏ đó thì không sao đâu, mấy thằng mà nó hiện trên bản đồ như thế này đó, thì mới có chuyện để lo đó. Còn mấy thằng mà ở trong nguyên cái khu căn cứ luôn á thì lúc đó anh em nên có bạn bè để đi, chứ đi một mình nó rất là cực luôn. Tôi thấy mấy streamer họ chơi là ăn hành hơi bị nhiều.
Này thì trục lan với chúng tôi này. Bây giờ ba lô mình bắt đầu đầy rồi. Vậy thôi. Nhiêu da là con trầm già hơi ít nhưng mà chắc cũng đủ rồi đó. Mấy con cua này thì nó cho mình một lớp vỏ của mấy cái giám sát.
thịt thì cho vào cái bàn này, đồ ăn chắc cũng để vô đây đi, khoai tây rồi này, dừa là bí ngô rồi nè, tí nữa thì chế cái bàn nấu ăn xong. Mình còn thiếu tí gỗ, qua đây lấy luôn đi. Nói chung người nặng rồi đó, đi rất là chậm luôn. Nó tục thể lực cũng nhanh hơn nhiều nữa. Gỗ đây, bỏ cây đây, gỗ đây luôn, chế thêm một tí cái miếng gỗ này. Cái da này đem qua cái bàn dệt may bên đây, đây nè, để mình xử lý da. Còn lại là mình đã bờ 16 rồi, học được cái bàn chế thức ăn rồi nè, một số cái thức ăn xin xịn vô bàn chế thức ăn bên đây. Cái này cái bàn để mà thiết kế là cái mặt nạ cho nó đẹp hơn. Cái này bên khu chăn nuôi thì tôi chưa biết cách làm cái này nó ra sao, có thời gian sẽ thử qua sau, từ từ đã. Đây là cái này là cái đời một nè, khởi nghĩa của cái chiến binh. Còn cái này là bắt đầu một cái chi be mới, là tầm khoảng là 10 điểm thức tỉnh, 5 điểm thức tỉnh, tới 15 20 điểm thức tỉnh. Bên đây thì chúng ta lên được cái thời đại đồ đồng, thì nó cứ nhìn cái thanh này nó có rất nhiều thứ ở dưới luôn. Anh em nào muốn coi á thì tôi đến đó coi, tôi thì không muốn spoiler đâu nên kéo vừa đủ thôi. Cái này cái lò đốt chắc cũng khá cần á. Cái này cái vũ khí bằng xương nè, cái này cái khiên bằng siêu hả, lấy đi. Cái này cái găng tay nè, cái này cái nhưng mà kiếm nè, trọng kiếm nè, cái này song kiếm tôi hay xài là lấy luôn. Còn cái này là cái đồ ném, là dạng như phi dao anh em để ném đánh tầm xa. Cái này là trồng cây, thử coi. Mình phải học cái điểm bên này mới học được cái điểm trồng cây. Phân bón hạt giống, cái giếng nước. Ghê 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 ghê. Mình lên được cái đồ bằng da cũng được. Hết điểm luôn rồi, da. Mấy cái điểm dưới này á, phim fan rồi á, cà lao rồi á, thì anh em phải đi gặp mấy cái thành viên của bộ lạc đó, hình như là họ dạy cho mình, hoặc là anh em đâm chiếm nó chiếm luôn cái mấy món đồ này, chứ mình là chưa có học được đâu. Tôi cũng không biết tăng cái điểm này ra sao nữa, mình phải tìm được cái chi ve đó mình mới học lỏm họ. Hết điểm luôn rồi nè. Bây giờ thì qua cái bàn da này xử lý đống da đã. Đống gỗ của mình bỏ hết vô rồi, ok, sắp xếp lại đi. Bên này cái bàn xử lý da là xử lý cái da này. Có cái da gấp thì mình phải chế thêm cái mà thuốc này. Thuốc này thì cần phải có là cái bình chứa nước đã, đi ra bờ sông lấy nước. Hay là mình chế luôn cái giếng thôi. Giếng. Giếng này cần tháp, cờ lây với mà dây thừng thôi. Hai cái này thì dễ. Clay mình khá nhiều luôn. Dục bớt là 300 clay vô đây đi. Đó cho nó nhẹ lên ba lô còn 75 kg à. Sau này có máy đệ á, anh em gán cho máy đệ nó làm. Chứ đứng làm tay như tôi nó rất tốn thời gian. Nó giống con Fanware vậy đó. Fanware anh em bắt mấy con Pokemon vậy, anh em quăng vô cho nó làm việc cho mình. Cái này là tôi chỉnh tốc độ gấp đồ lên nhanh gấp 5-10 lần cái gì đó. 3 hay là 5 lần vậy đó. Chứ mà để như thế này á, anh em chế bình thường á chắc chế là hết vài phút luôn á, chứ không có nhanh như tôi đâu. Ba cái nho này dục lên luôn nè, ba cái này cũng dục lên luôn.
Rồi xong rồi. Mấy cái nho đi ra đây lấy cái tháp chi về thường nữa. Bỏ thịt vô nướng. Tháp chi dây thừng nó nằm đâu ta? Đá còn phải lấy ra nữa nè. Tô này cũng phải lấy ra luôn. Cái này có vỏ cây, cái này cây thuốc. Anh em nấu ăn nấu nướng cái gì đó là anh em phải bỏ ba cái than củi vô đây nha. Tôi thì khá lười cái này nên tôi chỉnh là không cần tốn mấy cái nguyên liệu này, chỉnh cái mức nguyên liệu tiêu hao gì không luôn á, chứ không thôi là anh em phải bỏ gỗ vô đây nè. Đó, anh em đốt lửa lên, như 300 cây gỗ này tài nguyên rất ít luôn, đốt được 10 tiếng. Còn tôi thì khá lười cái đó nên tôi không có bỏ vô đâu, không có chỉnh cái tài nguyên này. Tính làm cái gì quên ta, chế cái giếng đúng rồi, thiếu cái gì nữa, thêm góp, thêm góp là mình chưa chế bây giờ được đâu. Chế hai cái này đi, mình đi ra bờ sông mình lấy nước. Ở đây do phải chế mấy cái cầu thang nữa, sau này mình mở rộng ra chế sau. Vô cái nhà nè, cầu thang nè. Này thì cua nè, coconut gáp mà, con này gọi là cua dừa, cua chế dừa. Mình lấy hai cái loại nước vào, nó màu đỏ là nó hết rồi, mình chạy ra xong mình uống thôi. Rồi đầy nước, ok, nó không có animation uống nước gì cả. Trời mưa kìa, lũ đạn nó chạy ra tới đây thì trời đang mưa. Nó có nhiệt độ đâu nha, anh em nhìn góc trên bên phải á, nó có nhiệt độ, nhưng mà cái khả năng chống chịu của mình rất nhiều thứ luôn. Sau này anh em sang mấy cái vùng khác á là phải chế khá nhiều đó, chứ không phải là muốn đi là đi đâu, nó giống con Fan World á. Cái đó thì để chúng ta chế cái này nè, nước nè, kéo nước lên, đặt cái nước vào đây, có nước rồi, có thêm một số cái vỏ cây và cái vi ne nữa, vi ne là như sợi dây thừng đó. Này để đây đây, mấy cái đó thì mình cứ đi chặt cây là nó ra thôi, cây cắt cỏ rồi đây nè, vỏ cây nè, fiber nè, vai nè hết rồi, chết rồi. Mấy cái vai nè này tôi chế nó hình dây thừng hết này. Vỏ cây, vỏ sò, dây thừng, vai nè, da động vật, da thú, da lông, mấy cái này dục hết vô đây đi. Chế thêm cái gương được không ta, cần phải có một cái gương. Đây cái gương bằng gỗ đây, bán ép với mà dây thừng. Bán ép thì bên này.
Nó phải là ván mới được, nó không cho mình làm cái kia luôn. Ván thì mình phải chế, bắt buộc phải chế bằng gỗ chứ không có được gỗ cứng này, mệt nghe à. Làm khó nhau vậy đó hả? Đi cắt như cắt dừa vậy đó. Đây, chúng ta có đủ tài nguyên rồi đó. Này gỗ không? Nhánh cây à? Mấy cái cây này không biết nó cho mình gỗ không đó. Đây. Rồi ok. Có gỗ rồi, chúng ta chế một tí băng ép đã. Cái băng ép này không bao giờ thiếu đâu. Cái này là cái bán gia cố. Vẫn thiếu là thiếu thế nào, đầy đủ tài nguyên hết mà. À mình chưa có học nó hả? Trời ơi thiếu điểm rồi, chết tôi rồi. Cái này nó nằm ở đâu vậy? Cái bàn này thiếu đúng cái này đủ đạn cho nó. Thôi chế tạm mấy cái này đã, coi như chế hết luôn đi. Rồi xong cái đó mình mới chế được cái lìa thơ này nè. Từ cái da gách này nè. Cái da gách này mình chế được cái da thú. Cái da thú của mình là đây. Mình chế được cái da gách thì từ cái da gách mình bôi cái dầu này vô thì nó mới thành cái da bình thường. Cái dầu này khá đơn giản. Nó cần ba cái vine với vỏ cây, mình đi ra mình dạo cái là có liền rồi. Cái dây thừng này sai khá nhiều luôn á, nên lúc nào cần thì mình cứ có cái đó đã. Bắt đầu đói nè, bắt đầu muốn buồn ngủ rồi nè. Anh em mà không chỉnh cái mà tăng tốc độ thời gian hồi phục cái điểm nhận thức này á, anh em ngủ rất là lâu luôn. Có khi phải ngủ cả tiếng đồng hồ trong con game này á. Không được thoát game nữa nè, anh em phải treo rồi đó. Nếu như anh em chơi PvP, còn PvE mình có thể thoát game ra mình chờ. Thì ngủ cả tiếng đồng hồ xong rồi vô, nó mới hồi phục được cái điểm nhận thức này. Chứ không thôi là chờ hơi bị lâu. Còn đưa chỉnh thì chắc bao thôi 5-10 phút là chắc xong cái gì. Nó tụt cũng rất là nhanh đó. Như tôi bây giờ chỉnh là tụt rất là chậm rồi nè. Chứ bình thường cái này nó tụt nhanh dưới trời lắm. Có da thì mình sẽ chế được bộ đồ da. Có xương thì mình chế được cái bộ vũ khí bằng xương lên. Bộ vũ khí xương hồi nãy đây nè. Tôi chỉ học duy nhất là chết rồi. À mình học rồi, học rồi. Tính đâu chưa học nữa thì mệt nha. Tôi mới chỉ học cái siêu này thôi. Với mà cái cây song kiếm. Đây. Cây song kiếm này mình cần là 4 cây xương rồi đủ. Khá là dễ dàng luôn. Cái siêu này. Song kiếm rồi thì sao cầm siêu được ông nội ơi. Có cây thương á thì được. Thương hoặc là kiếm á thì mình còn cầm được với cái khiên này. Song kiếm mình cầm hai tay hai cây mất tiêu rồi. Rồi kệ nó đi. 4 cây xương. Xương hồi nãy đã bỏ bên cái bàn ăn á. Rồi chế xong nè. Hết nước luôn rồi đó. Có lia thơ rồi. Chết rồi nó chế nữa rồi.
Một cục thịt này mình cắt ra được 4 cái xương hả? Xương hồi nãy tôi bỏ vô đây nhiều lắm mà. Xương với gân nanh. Gân nanh này cũng cần nữa nè. Mấy cái bột này không biết là cái gì. Vũ khí, cây song kiếm mới bằng xương đâu rồi? Ủa? Có xương mà ta. À chắc phải chế được cái bàn vũ khí, chứ mình không thể chế được như bậy bạ như thế này. Cái bàn dịch da này rồi. Bonfire mình chưa chế nữa nè. 10 cục đá là được. 10 đá, 10 lim, 20 gỗ. 20 gỗ chắc béo đủ đâu. Máy nghiền, cái lò nấu ăn nè, cần nè. Cái máy nghiền. Cái bàn chế tác thủ công, 5 cái da gách, 5 sợi dây thừng kia với 5 miếng ván màu đỏ. Đây. Cái bàn nấu ăn chắc để kế cái bàn chặt thịt đây. Hơi lòi ra một tí à. Người kể nó đi, mệt quá, ai quan tâm ba cái đó. Chừng nào mình lên được cái trang nuôi á thì mình mới quan tâm cái nấu ăn này. Cái này nước với thịt với cái tô là ra được cái súp này nè, giống cái đồ đầu game nó cho nè. Này súp nấm, sau này mình trồng nấm sau. Này muối. Nấu ăn này cũng hơi mệt. Cái này hạt bắp, tí nữa mình nên trồng bắp không ta? Này cái bàn nghiền. Nó giống trong AGK. Cái bàn này để chế ba cái độc dược nè. Rồi sau đó mình làm cái tên độc là con bọ với con đom đóm. Đom đóm thì phải chế cái vợt bắt bọ mình đi bắt. Con bọ đây. Đom đóm thì anh em phải chế cái này. Nó bên cái vũ khí nè. Nó có cái vợt bắt bọ. Đây nè. Anh em chế cái vợt này thì đi biết bắt đom đóm về. Mình còn cái nào nữa không ta? Mấy cái bàn này phải có cái sợi dây thừng kia cái đó. Thấy sao đẹp chưa? Ủa cái sợi dây thừng này chế ở bàn nào đó? Cái gì đó, cái gì đó? Tôi mới thấy cái gì hiện lên đó. Ê, phải. Mẹ đứng cho tim luôn ông nội ơi. Ai đây? Vagabond đã thấy cái mà đi ngang cái căn cứ của bạn và hết hứng thú cái này muốn sưởi ấm cùng với bạn. À mình có tuyển em này vô làm đệ nè. F là đồng ý, F1 là đồng ý. Mà nó giật cả mình. Nó lý do mà tôi không chơi game kinh dị là gì đó. Em này thuộc cái tộc gì đó nên có đồ khá là ngon nè. 3 điểm phòng thủ nè. Phòng thủ 5.8. Cái này ngon hơn. Mình trao đổi đồ không bạn ơi? Đồ mình cũng mới hơn có màu tím đó là mình đổi đồ với bạn ha. Bạn ăn nhiều không? Mình xin tí đồ ăn luôn cũng được nữa. Rồi cho bạn đó. Có em này rồi thì mình có thể điều em nó đi vào làm việc như cái máy này. Ví dụ nó bấm vào đây. Đó. Chọn cái em mà. Đè nút E vô ha. Mình có thể xem một số cái thông tin của em đó nè. Bên này mình có thể gán nó đi.
đi theo sau lưng mình, chế độ tấn công, tự động ăn uống, tự động uống gì đó, tự động hồi máu rồi nè. Đây, cho Long Wibu vô đây làm. Mình sẽ gắn nó vào cái máy này. Đó. Nó là có chỉ số riêng đó nha. Anh em nhìn Long Wibu nè. Thằng này thì nó thiên về là chặt gỗ 8 điểm. Thái lượng nó thì 7 điểm. Lò rèn của nó là 9 điểm luôn kìa. Nó đào phán cũng 9 điểm nữa. Mỗi cái mà làm trong cái máy này thì nó có 4 điểm à. Tới giật. Nó thiên về chiến đấu bằng găng tay với mà kiếm. Búa nó thì cùi nhất, nó không biết dùng búa. Nó biết dùng khiên nữa. Rồi bây giờ gán vô cái máy này. Ví dụ bây giờ tôi làm cái này đi. Rồi tôi sẽ tách một miếng cái da thú xuống. Đây, tách cái da thú xuống để cho nó chế cái này. Đó. Bây giờ mình gọi đi thì nó sẽ vào đây nó làm việc. Đó. Sao nó không chạy vô mà nó tè lè giật phát gì vô vậy ta? Bây giờ con để rồi mình đâu phải làm ở cái đó nữa. Nhưng mà tôi làm cái gì quên mất mẹ ơi. Mình tính làm cái gì đó? À, coi cái bàn chế cộng dây thừng. Đây, Tingo này đây. Mình chưa có học được cái này nữa hả ta? Nó nằm trong cái bàn lơm này. Cái bàn lơm này. Cái bàn dệt á, cái bàn dệt mai á. Không phải cái bàn này. Cái bàn này mình học rồi, mình còn thiếu 3 miếng ván thôi. Đó. Cu này nó làm xong việc rồi nó thảnh thơi quá hơi méo một tí rồi. Bị bệnh OCD là chúng ta phải xây lại cho nó ngay. Đó. Nó cũng hơi méo nữa nhưng mà cố gắng kiềm chế cái bệnh đó lại đi. Bây giờ chúng ta phải có cái này. Lông thú là cái này nè. Nó chế từ fiber hết ta. Thằng kia là lại làm việc mày. Ngồi chơi xơi nước hả? Đi, bữa bánh làm việc. Đây nó hướng dẫn cho mình chi be có thể làm những gì. Thập ngàn kịp ngần tí nữa. Trong lúc nó làm việc thì chúng ta đi lấy tài nguyên. Chế cái vật bắt bò hay ta? Cái dây thừng này nó cần khá nhiều đó. Chết rồi, nó ra double là sao vậy? Mình có thể gả đồ ở đây nữa nha. Gả đồ ra để lấy tài nguyên. Sau này anh em đi công thành nữa. Kiếm được rất nhiều tài nguyên á. Không còn chỗ chứa nữa. Không còn chỗ chứa nữa thì có thể gả đồ này ra. Mình lấy lại mấy cái tài nguyên đã gấp. Đó.
Đi dây thừng dày nè. Dây thừng dày này khá là quan trọng luôn. Nhanh tay lên bạn ơi. Ủa sao mình phải chế? Qua đây làm việc mày. Đi. Đi. Đó. Nhanh tay để chân lên. Ngồi ăn không ở chùa trong này à. Thịt đồ hết rồi ta. À, từ cái thịt này mình có thể lấy da lấy lông từ cái này luôn, nó khá là ngon nè. Hoặc là chế thịt ôi thiêu nữa. Vậy là mới mốt đi săn lấy cái thịt này nó khá ngon đó. Rất là xịn sò luôn. Đồn biến quá, đồn biến chế quá. Mình có thể lấy được lông từ cái thịt này luôn đó. Gì tiện dữ vậy đó hả? Nè, lấy ra 5 lông luôn nè. Vậy thì cái lông này cũng khá dễ kiếm rồi, chỉ cần mình đi farm một số con thú là mình ra được tài nguyên rồi luôn à. Cũng được phết. À. Sao kiếm của mình đây. Lên level 25 của cái điểm thức tỉnh này mình mới học được cái song kiếm nữa. Có 5 điểm rồi nè. 5 điểm rồi chế cái gương luyện, học cái gương luyện. Mấy cái này mình đã học rồi hết rồi. Bây giờ mình đang khá là thừa điểm á. Cái điểm này điểm chăn nuôi. Cái điểm trồng cây của mình nó nằm ở đâu ta? Xong rồi à. Qua đây nướng thịt để cho thằng Quy Buông nó ăn. Rồi, ăn thịt đi cu. Mình đã có thằng đệ đầu tiên trong cái đội hình. Sau này anh em có thể dắt nó đi công thành hay không thì tôi không biết nữa. Ủa? Nãy chế nhiều lắm mà ta. Nãy chế gỗ nhiều luôn á. Bây giờ xây cái giếng. Thiếu cái thiên góp nữa. Thiếu cái dây thừng rồi đó nè. Vừa đủ luôn. À, nãy mình đem cái đống lông qua. Gỗ cứng hoặc là gỗ. Trời ơi đi chặt cây nữa, con game này mệt người vãi. Chặt cây lên lượt cho bà 20 luôn rồi. Chế xong mấy cái căn bản này đi, rồi chúng ta ra cái phần hướng dẫn setting server sau. Game này hôm nay chơi đến đây được rồi. Rồi, coi công trình mình còn thiếu cái lò nướng này có rồi nè. Cái bàn chế tác rồi. Cái farmland này 30 40 đá. Trời ơi. Cái bàn gấp. Không đủ đá hả? Thiếu cái bàn nung. Cái nào cũng thiếu đá với bán ép đó cho nó.
Mệt nghe. Mình có gỗ cứng mà không có gỗ thường. Có gỗ thường mình mới chế được mấy cái này. Coi bộ tí nữa phải đi chặt gỗ hơi bị nhiều rồi đó. Có cái giếng đây, để cái giếng xuống đã. Mình làm nông, mình hướng về cái làm nông bên nào ta? Bên này đi. Bên này đất rộng. Đó. Phiền phức phết. Rồi, chúng ta đi chặt gỗ thôi. Lắm việc để làm luôn á trời. Cái này là gỗ cứng rồi, gỗ thì chắc phải đi sâu vô rừng đó. Mình cần khoảng 7-80 gỗ nữa nha. Đó, 20 gỗ. Vậy là cái cây nó dạng như cây dừa nhỏ nhỏ này cũng được. Tôi đang đeo cái bình đom đóm á, mới sáng vậy á, tắt cái bình đom đóm đi nữa tối thui nè. Đó này gỗ quá. Cây này nữa chắc đủ rồi. Cái gì đây? Trứng, 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 trứng. Xin nha, cảm ơn anh gà. Trứng này không biết mình ấp ra nó ra được không ta? Làm sao bắt được đom đóm vậy? Làm gì có con đom đóm nào mà bắt? Tôi đùi như cái hũ nút gì đó mà bật đom đóm bằng này mà. Cái gì sáng sáng ở đây vậy? À, nó bị con kia tấn công. Để mình giúp mấy bạn. Mấy bạn tôm tép mà level 3, level 3 với chúng tôi xin chả có quái gì luôn á, mấy bạn nghèo vãi ra mà mấy bạn hung hãn. Đúng nghèo luôn. Cái này đá gì đây ta, sao đánh không chia nhê với anh nè. Nhầm nhầm nhầm, cái một này mới đúng.
Nó chỉ là đá thôi. À, nó quặng tin nữa nha. Tin là ba cái thiết á. Mình còn để cái gì ở đây không ta? Ôi một đống đồ trong này luôn. Gom về hết. Nặng quá đi hết nổi rồi. Thôi đi chậm tí đi, gán chịu chứ biết sao giờ. Như slow motion trong game vậy đó. Bò đi, gán bò đi. Nhảy nó cũng không tới bao nhiêu nữa. Lăn thì nó gần hơn. Nhanh hơn tí. Hết stamina rồi. Vô đây làm việc, đi bu. Vỏ cây để vô đây nè. Sao mà nặng dữ vậy ta? Cái bàn chế thuốc mình bỏ mấy con sâu này vô không biết bắt đom đóm sao nữa. Nấu ăn thì chắc bỏ mấy cái này vô. Cái tô nè, thịt nè, trứng nè, đồ ăn nè. Ủa nó làm lẹ gì đó hả? Nó làm xong kìa. Ủa đâu nó có làm méo đâu. Hình như là nó bị lỗi hay gì á. Nó làm hình như là nó mất tài nguyên luôn á. Ừ có lên rồi, có lên rồi. Xây cái giếng rồi, mình xây thêm một số cái bàn kia nữa là xong. Hết nhiệm vụ. Gian cách với mà gì thường. Ủa cái bàn đó đây mà. Đúng rồi, bị lỗi thiệt nè anh em, nó mất sạch đồ ở trên, nó có ra miếng nào nữa đâu. Trời ơi con game, công sức của tôi đồ đạc nó tan banh hết rồi, không ra một miếng tài nguyên luôn. Thôi ơi, tự mình làm, tự mình làm, không có tin tưởng vào thằng nào nữa hết. Mình phải đứng đây canh á, tài nguyên mới hiện ra, còn mình không canh nó mất luôn. Nó mất luôn kìa, có hiện đéo đâu. À có lên nè, có lên nè. Mà mình không canh là nó mất nha. Nhưng bây giờ có một cộng nè, để thử này, không bấm này. Chỉ sao nó ra. Ủa? Mấy cổng này đóng tiểu cho này. Bị lỗi à, có ra cổng nào có cái này đâu.
Vãi con game, trời ơi. Mất tài nguyên liên tục luôn. Thiệt tình nhé. Một mình rất khó chịu vãi à. Kìa, nó biến mất luôn nè. Hả? Ôi vãi, chế gần cái 100 cái, bây giờ nó còn 38 cái. Lũ đàn đó, mày không có làm việc nữa. Chim cút khỏi đây luôn đi. Cút, 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 cút. Cay, cay vãi đái không. Cái lò nung clay với đá 100 đá hả à, ông nội ơi. Building workshop 100 clay. Clay của mình nãy bỏ đâu hết rồi. Ván ép phải 10 miếng nữa à, nó chứ làm xong mất đồ sạch đó chứ anh, không còn miếng ván ép luôn nè, anh em thấy không? Trời ơi, thôi tự mình làm luôn đi, bó tay toàn tập. Cái nhà phân bón cái bàn này chưa có nữa nè, 5 miếng da gách, 5 miếng gỗ. Để nó chế mất đồ sạch tới trên trời. Mấy cái miếng gỗ cứng đâu mắc mẻ như này. Rồi, tạm thời là vui hết rồi đó. Cái này là cái đệm cho mấy thằng đệ nó ngồi. Cái này chưa có nè. 10 đá nữa, 10 cái gỗ ép nữa. Gỗ ép đây, đá này đâu? À, tôi nghĩ sai cho thằng đệ rồi. Nó làm đồ ở đây xong á, nó tự lấy cái thành phẩm, nó bỏ vô cái gương gần nhất là bên này nè, chứ không phải là nó nuốt mất đồ. Tôi hiểu lầm nó rồi. Sorry. Đồ nó không có mất, nó bỏ vô đây nè, thấy không? Đó, thích góp nào nè, dây thần nào nè, nó lấy đồ bên đó nó cất vô đây. Trời ơi, mình chửi nhỏ như con vậy đó. Hóa ra là do cái sai lầm của mình chứ không phải của nó. Thiệt tình, sống nói. Ủa mình còn thiếu cái gì nữa ta? Tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi ghi bạn nha, mình chửi nhầm bạn. Bạn qua đây bạn ngồi nè. Đây ngồi ghế đi. Cho bạn ngủ cái giường luôn. Muốn ngủ cái vòng hay ở ngoài? Cho bạn ngủ giữa nhà. Dưới gầm cầu thang nha. Gầm cầu nha. Qua đây ngồi nè bạn. Sao ngồi bán tuổi thân quá vậy? Giận hả? Mấy cái bàn này là cái bàn gì tôi không biết nữa.
Mấy cái bàn nó xấu dữ thiệt á trời, xấu một cách khó tả luôn. Đồ ăn cho thú, giếng nước, mấy cái nền đất, gầu. Cầu thang đứng, mái che. Thích góp này là mình chế được cái chuồng cho mấy con gà tây á. Thử đây. Long 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 nè, làm việc đi long long, làm long là phải rồi. Này phải xây trên nền đó ta. Trời ơi, phải xây trên cái nền nữa. Mình có cái hạt, hạt bắp. Rồi đây nè. À, nó cất đồ vô gương rồi nè. Đó, hồi nãy chửi nhầm nó. Đâu rồi, Long đâu? À đây. Ủa đâu phải cái này, mình chế cái này mà. Nè, nó có cái tỳ chọn ở đây nè, sau khi mình gắp đồ xong á, mấy thằng đệ của mình nó sẽ công đem cất vào cái gương gần nhất. Bây giờ làm sao cho nó tròn được ta? Nè, nó ngồi trong cái đệm này nè. Cái này là điều hướng nó. À, cái này mình nhập vô thân để luôn. Đất này nó không có phì nhiêu, cái độ của nó là 100 trên ngàn thôi, khá là cùi. Chết rồi, quay lại về nhân vật của chúng ta làm sao? À đây. Chi bê quất mình gán cho nó cái công việc làm việc. Cái này chế đồ, tự động chế đồ farm này à, làm việc ở chỗ mà cái farm không có hả?
mình cần phải bui cái bình chứa trước. Gnagai. Đây 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 đây. Không có đồng, trời ơi, làm gì có đồng. Phải có cái bình này mình mới gán việc cho nó được. Thiệt tình chứ. Còn mấy cái bàn này là cái bàn gì? Bàn này chế đồ xương nè, ngon nè. Mình không cần chơi đồ đá nữa. Đồ xương, coi thử cái đồ xương này làm sao. Rồi chúng ta nghỉ ở đây thôi. Đồ xương này cắt vào. Mình còn thiếu cái quạt handle, cái đồ gỗ á, qua bên cái bàn kia chế là được. Đồ bàn mình tiêu hao rất là thấp luôn, nên mấy cái chỉ số này nó cũng quan trọng. Màu vàng còn đúc bộ nữa, ôi giời ơi. Nó ra hai món đúc bộ luôn nè, tiếp màu tím cũng ngon luôn. Mỗi cái này xanh dương là hơi cùi thôi. Màu tím là bậc 3, màu vàng là bậc 4 nè. Không biết còn cái đồ này nó cho mày một cái nè. Nữa cái quái này là cái vít tay á, vít tay số 1. Người số 2. Hết rồi. Đúng cái rồi, không sao, đẹp chưa? Đó, nhà cửa phải như thế này chứ. Ở đây tôi xây ra một lốc nữa. Rồi. Mình cao hơn Long một cái đầu luôn nè. Cái gì? Nó mới nói cái gì cơ? Rồi, hôm nay chúng ta ngừng ở đây thôi. Rồi, ok, bye bye anh em. À quên nữa, hướng dẫn setting server cho anh em nè. Để mà nhiều anh em hỏi cái vấn đề này, nên tôi hướng dẫn cái phần setting server cho anh em luôn. Anh em chơi mà với online á, thì không cần quan tâm cái này. Server họ tự làm hết cho anh em. Một cách đơn giản hơn thì anh em chơi một mình hoặc là với bạn bè như tôi, thì setting này nó có sẵn cho anh em luôn. Thường thì anh em chơi normal là nó đơn giản, nó bình thường nhất rồi. Casual thì không nên đâu. Casual này trừ phi anh em muốn khám phá game á, chứ thực ra nó không có tí yếu tố thử thách nào luôn. Easy là nó dễ. Easy này anh em chơi một mình thì chọn easy luôn cũng được. Còn muốn dễ hơn nữa giống như tôi nãy giờ là rất dễ, anh em vào đây chọn. Đầu tiên là cái cột bên phải nè, có rất nhiều thứ. Tiếp theo là cái cột bên trái. Trong cái setting này nếu như anh em chơi một mình như tôi hoặc là với bạn bè á, không muốn chơi PvP á, thì đây, tắt luôn cái PvP này. Mặc định nó như thế nào, để yên nó như vậy. Cái này là cái công thành, đi từ dưới lên nha. Cái công thành của những quân địch nó công vô mình. Thì mấy cái này đa số là càng thấp càng tốt. Hoặc là anh em cứ giữ nguyên đi.
cho nó nguyên cái thử thách game. Cái này là tiêu thụ này nó gồm khá nhiều thứ luôn nha. Cái này là độ bền nè. Tiêu thụ này nó sẽ liên quan đến độ bền nè, độ đói nè, độ khát, tiêu thụ hơi thở rồi nè, từ nguyên liệu nữa nè. Như tôi nãy anh em thấy tôi đốt lửa là không có cần bỏ gỗ vào để cho nó tiêu tốn, thì anh em đẩy cái này về không luôn, là anh em đốt lửa hay là ba cái lò nung nào á, nó sẽ không cần ba cái gỗ nguyên liệu đầu vào, nó khá đơn giản. Nếu anh em lười thì để cái này không, còn anh em muốn bình thường thì cứ để một, còn muốn tiết kiệm nguyên liệu nữa để 0.3, 0.4 gì cũng được. Như một khúc gỗ anh em có thể đốt được cái lò nung trong vòng 15 giây đi, cái lò rèn trong vòng 15 giây đi, thì anh em chỉnh cái này 0.5 thì một khúc gỗ nó sẽ đốt được cái lò rèn trong 30 giây, 15 ít thay lên. Còn này tiêu tốn hơi thở khi anh em lặn dưới nước rồi chẳng hạn để hấp hấp cũng được. Thì tương tự cái độ đói, độ khát, độ bền vũ khí, anh em ghét cái độ bền như tôi thì để bền không. Mấy cái này cũng vậy luôn, mấy cái này dạng như là tiêu tốn cho cái cây trồng rồi nè, thu nước này, tưới cây cho cây rồi nè đó, thì hầu hết anh em để nó thấp thấp thì nó đơn giản hơn. Cái này gọi là tiêu tốn tài nguyên. Combat thì khuyến khích anh em để mặc định đi cho nó có tí thử thách, chứ chơi đơn giản quá thì khó lắm. Hồi nãy tôi đánh mấy con kia là tôi out của nó là gần một chục level nữa nha, out tụi nó 10 level luôn á, mười mấy level luôn á, tôi là 16, 17 rồi, 19, 20 rồi, đánh mấy thằng level 3, level 5 mà còn khớp khớp nữa. Nên anh em để bình thường, cái này đam anh em là đánh lên bên ngoài 1.2 là sẽ tăng hơn 20%. Còn anh em muốn one hit theo kiểu HG mới để 5 luôn, mà chơi thì ai chơi vậy. Gì phép này là những cái tài nguyên nó sẽ phát sinh lại cho anh em, như anh em chặt cây, chặt cỏ như tôi nãy đó, anh em để cái này càng cao á, đó, để cái này càng cao thì nó sẽ càng hồi sinh lại nhanh, là cái cây nó sẽ mọc lại, cái cỏ nó lại mọc lên cho anh em farm. Còn cái này là phạm vi xung quanh cái người chơi và công trình của mình. Như cái bay của tôi đặt kế mấy cái bụi cây nãy á, thì cái này anh em để cao quá thì cái phạm vi mà gần cái bay mình nó sẽ không mọc lên mấy cái tài nguyên đó nữa. Còn cái này là công trình xây dựng, nó có cái thời gian mà hủy công trình, là thời gian sửa chữa nè, rồi đam gây vào công trình bao nhiêu nè, cái này thì anh em chỉnh, cứ để mặc định thôi cũng được, nó đỡ tốn tài nguyên. Như cái này cái bonfire nó sẽ tốc độ tiêu tốn là bao lâu, anh em có thể để thấp lại cho nó đốt lâu hơn cũng được. Cái này là output, cái này khá quan trọng này nha, output góp nè. Tôi là hồi nãy tôi chơi là chỉnh gần như mức 3 hết, giống như là anh em chặt cây nó góp bao nhiêu, đào quặng nó góp gấp bao nhiêu lần, tôi để mức 3 cho đỡ farm. Chứ anh em mà để thấp thấp nó đi farm nhiều nó mệt lắm. Này anh em hái bằng tay nè, chặt gỗ nè, đập đá luôn nè đó. Này tương tự nó với cái ba cái động vật, có thể anh em chăn nuôi rồi mở trong cái gương ra đánh boss nó, đánh quái đồ nè, đánh máy quái quái tú này là đánh boss nó rớt bao nhiêu đồ á, để cao lên thì rớt nhiều, để thấp thì nó rớt ít đó. Tương tự như này anh em giết động vật thì động vật nó phát triển nhanh bao nhiêu á, thu nhập tài nguyên nhanh bao nhiêu, rồi rớt đồ trong mấy cái gương nè, anh em thích thì cứ chỉnh cao lên cho nó tận hưởng cảm giác game. Cái góp đi chút này là cái cây cỏ nó bị phân hủy nè, nó hủy rồi nè, giảm xuống cho nó đỡ mà lâu bị hủy hơn. Còn cái này là anh em thu nhập ba cái cây cỏ rồi đó đó, ba cái động vật nó cho bao nhiêu cái tài nguyên đó. Để nhiều lên thì nó cho nhiều hơn, như con gà nó sẽ đẻ nhiều trứng hơn chẳng hạn, con bò nó cho nhiều sữa hơn. Này tốc độ up thì để cao thì nó nở nhanh. Cái app này cũng khá quan trọng luôn, cái đầu tiên là cái điểm số nhận thức nè đó, cái điểm nhận thức là để anh em học trong cái bảng kỹ năng hồi nãy như tôi đó. Cái này để cao lên thì nó khá là quan trọng, anh em chơi một mình á để thấp quá sẽ đến một cái giai đoạn anh em bị kẹt lại ở giữa con game luôn, không có hướng phát triển nữa. Nên anh em để cái này cao cao thì anh em có thể đẩy nhanh tiến độ game rất là nhiều. Tôi nãy để như 3.7. Cái này ép tới nhân vật, thì nhân vật lên cấp thì anh em có thể cộng thêm mấy chỉ số. Còn cái này điểm của mặt nạ, rất nhiều thứ luôn. Còn anh em có thể là chế đồ, là thu nhập tài nguyên nè, hay là gáp đồ, nó cũng cho anh em cái lượng ép nữa. Cái lượng ép này nó tính vô đây nè, anh em muốn để cao cao lên. Thì anh em mà lúc làm việc làm nông rồi như tôi thì nãy là chế vải hay cắt gỗ rồi đó, thì nó sẽ nhanh lên cấp hơn. Như anh em giết quái đồ nó sẽ tăng bao nhiêu nè, ba cái này thì những cái kinh nghiệm khác nó nhân lên. Còn cái này khi anh em lên một cấp nhân vật nó sẽ tăng được bao nhiêu chỉ số, hồi nãy tôi chỉnh là 2, nên anh em thấy tôi hồi nãy cấp là 19 sẽ có 36 điểm. Cấp 19 tức là tôi lên cấp 18 lần, từ level 1 lên 2 là lấy 1, thì lên level 19 là lên 18 lần, ít 2 cái này lên thì tôi có là tới 36 điểm lần. Anh em chỉnh cái này 13 thì rất là nhiều, hơi bị nhiều điểm quá, lúc đó tha hồ bà tăng. Còn cái này cũng gì luôn, cái này cũng điểm số nhân vật rồi luôn. Còn cái này thì tỷ lệ dồn với cái điểm số nhân vật đó cái nữa. Như anh em tăng một điểm nó sẽ lên là 10 máu đi, anh em để cái này ít 2 lên, một điểm nó lên 20 máu. Còn cái này là chia sẻ kinh nghiệm,
giữa những người chơi với nhau. Anh em giết con quái thì người nào góp công nhiều thì sẽ được hưởng là 0.6, mấy người khác là 0.4 chẳng hạn. Đó, này thì liên quan đến cái điểm thức tỉnh. Còn này thì chọn thông thường, thường là cho cái GP. Cái này tâm minh nè, là khi anh em mà mời thằng khác vô cái GP của mình như tôi nãy, không bấm đơn giản gì đâu. Thằng đầu tiên nó cho mình cái hướng dẫn nên như vậy. Đó, thì mấy cái này anh em chỉnh tương tự luôn. Như là cái GP mình giới hạn bao nhiêu người, rồi cái level 1 GP mình có thể bao nhiêu thành viên. Tôi khuyến khích anh em để cao nhất có thể đây, cho nó đông vui tí. Đó, level 1 mình 10, level 3 mình tới 30 mạng. Cái này là cái mod inset, là cái chế độ ngủ nghỉ của tôi nãy đó. Tôi để khá là cao luôn, nên anh em mà đỡ phải ngủ nghỉ. Còn cái này là cái tục mod, tức là cái chế độ ngủ nghỉ của em nó tục nhanh không á. Để thấp thì đương nhiên nó tục chậm, để cao thì nó tục rất là nhanh, anh em phải ngủ rất là thường xuyên luôn. Đó là tương tự vậy. Còn cái này là giới hạn của mấy động vật hay là cá nhân trong mà thú cưỡi á. Đó, cái đăng kinh này thì tôi chưa biết. Rồi, có rất nhiều thứ. Bây giờ đến cái cột bên phải, cái này là chế độ cận tử nè, là anh em chưa có chết mà sẽ gần gần chết. Còn cái này là công trình anh em xây lâu quá, nếu anh em chơi với người lạ thì nên bật cái này lên. Khi người ta vô chiếm đất xây nhà rồi, mấy cái vị trí đẹp á, để lâu quá người ta không chơi nữa thì công trình nó sẽ tự hủy. Chỗ này anh em có thể on off chế độ BBB để mà chạy event đâu chẳng hạn, hay là đến mấy giờ hẹn đánh nhau nữa thì bật lên, còn bình thường là tắt. Mấy cái này cũng gì luôn, tương tự anh em cứ nghiên cứu bình thường thôi. Cái này liên quan đến setting phần leo rồi nè, có thể leo trèo hay không đâu đó. Còn cái này là đam vô đồng minh rồi, đây là god server, là có thể chơi chéo server với nhau. Cái này chỉ số hồi máu đâu, rồi cái này là cái tầm photo nè, người chơi có thể tự tạo cái photo của riêng họ, rồi họ có thể đem những cái đồ đặc biệt qua cái photo đó không đó, nên chat đi nếu anh em mà muốn nó dễ dàng hơn. Rồi, nhưng cái này thì anh em chết anh em sẽ gớt ra cái hòm, thì người trong cái chi be của mình mới nhặt được cái hòm đó. Đó, người ngoài thì đương nhiên họ không nhặt được rồi. Rồi, anh em có thể chuyển chế độ mà gamify đánh nhau giữa đồng đội, nhưng mà gây mất máu cho đồng đội, on off đồ cái thứ đó. Chọn hết rồi kênh phim thì cứ vô game chơi là xong, bấm tạ là xong. Đặt mật khẩu ở đây, anh em là chơi bạn bè cứ bị cái này gửi. Rồi, game này hôm nay chơi đến đây thôi, có thời gian thì tôi lên tiếp, coi như mình xong cái thời đại đồ đá đầu tiên rồi đó, đồ gỗ, đồ lá, gỗ xong lên được cái đồ đá, xong được cái đồ đá thì qua một số cái đồ xương rồi, xong cái đồ xương thì tôi nghĩ lên đồ đồng, đồ thiết. Đồ đồng thì chắc phải đi khám phá sâu sâu vô bản đồ mới tìm được một mớ độc đó để mình xử. Tới đó thì có thời gian chơi thêm, game này nó early access thôi nên chưa có gì nhiều đâu. Tôi nghĩ là chờ một thời gian nữa nó phát triển rồi mình chơi đầy đủ luôn. Rồi, ok, bye bye anh em.